Tại nơi sâu thẳm ở trong đại hoang cổ nguyên, đại hoang cổ bi khổng lồ lặng lặng đứng sừng sững. Bên trên cổ bi tràn ngập một loại năng lượng ba động vô biên, từng vòng lốc xoáy năng lượng không ngừng hình thành trên cổ bi, và thỉnh thoảng lại có một vài nhóm người bộ dáng thất kinh hồn phách từ bên trong những luồng lốc xoáy kia lao ra. Những người này vừa lao ra liền thở ra một hơi thật dài, sau đó cũng không dám dừng lại quá lâu, giống như con chim kinh hãi cùng tên, nhanh chóng rời khỏi đại hoang cổ nguyên. Cảnh tượng này cho thấy những tên này đều bị hài cốt thần bí trong không gian cổ bi kia dọa cho sợ hãi không nhỏ, hiện tại không dễ dàng mới trốn ra được, đương nhiên không dám dừng lại quá lâu. Suy một tiếng, ở trên cổ bi lại thêm một đạo lốc xoáy năng lượng bắt đầu khởi động, một cái bóng huyết sắc cũng nhanh chóng lướt qua, xuất hiện phía trên bầu trời. Đó chính là lầm động từ bên trong tay bộ hài cốt thần bí vừa thuận lợi trốn thoát mà ra. Vù một tiếng, nhìn không gian thoáng đãng ở bên trên thế giới bên ngoài, lầm động khẽ thở ra một hơi dài. Tuy nguồn nguyên lực ở thế giới bên ngoài này không hùng mạnh bằng trong không gian cổ bi, thế nhưng lại tạo cho hắn một cảm giác vô cùng an toàn. Tứ đại gia tộc, các thế lực Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông, Võ Minh xem xa đều đã rút lui trước. Lâm Đông ngồi trên lưng hổ, nhìn về bốn phương tám hướng. Chung quanh đại hoang cổ bi lúc này số người đã trở nên vô cùng thưa thớt, không còn dáng vẻ rầm rộ đông đúc giống như lúc mới tiến vào. Điều này cho thấy các thế lực từ bên trong không gian cổ bi sau khi thoát ra đã nhanh chóng rời khỏi nơi này. Một đám lá gan chuột nhắt, Lâm Đông khẽ nhếch mép, trong lòng cửa lạnh một tiếng. Thế nhưng mà bỏ đi cũng tốt, tình thế của hắn hiện tại rất là kém. Vừa rồi giao thủ cùng với hải cốt thần bí hầu như đã sốc hết toàn bộ năng lượng ở trong cơ thể. Hắn còn đang lo nếu như bọn người đẳng lỗi vẫn còn ở lại chờ hắn sau ngoài này, cục diện sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Hiện tại bọn chúng đã bỏ đi rồi, cung cấp cho hắn chút thời gian tĩnh dưỡng phục hồi lại. Hiện tại ngươi định làm gì? Tiểu Điêu ngồi ở trên bả vai của Lâm Động rồi hỏi. Tuy rằng trước đó nó cũng không có thi triển ra thủ đoạn liều mạng cuối cùng để mang Lâm Động đi, thế nhưng trạng thái của nó hiện tại cũng không tốt cho lắm, trong mắt thoáng hiện ra vẻ ảm đạm. Trước tiên tìm một nơi nào đó tĩnh dưỡng một chút thời gian cái đã, Lâm Động trầm ngâm nói. Lần này Tiểu Điêu và Tiểu Viêm cũng đều có thu hoạch không nhỏ, đặc biệt là Tiểu Điêu thu được yêu linh của huyết bức long. Nếu như nó có thể luyện hóa thành công được, thực lực của nó sẽ không thua kém cường giả tạo hóa cảnh. Điều này đối với Lâm Động mà nói không thể nghi ngờ gì sẽ là một trợ thủ rất là đắc lực. Còn về phần Tiểu Viêm, nó cũng thu được tinh huyết của viễn cổ huyết bức long, đợi đến khi nó đem đám tinh huyết này hoàn toàn luyện hóa xong, chắc chắn thực lực sẽ lại tăng vọt. Mà đến lúc đó, Lâm Động mới có thể có đường tư cách đấu đầu cùng với các đại thế lực như là Âm Khôi Tông. Cho nên nhiệm vụ cấp bách hiện nay chính là tìm chỗ yên tĩnh để cho Tiểu Điêu cùng với Tiểu Viêm nhanh chóng luyện hóa yêu linh và tinh huyết. Mà đối với lời nói của Lâm Động, Tiểu Điêu cũng rất đồng ý. Lâm Động thế cũng không nói nhiều lời phí nghĩa, bàn tay vỗ nhẹ lưng của Tiểu Viêm. Tiểu Viêm liền chấn động cặp cánh huyết sắc khổng lồ, hướng về phía bên ngoài đại hoàng cổ nguyên mà bay vút đi. Đại hoang cổ nguyên lúc này đã tương đối hỗn loạn, Âm Khôi Tông cũng không còn tâm tư để nhân mã ở lại xem xét Lâm Động giúp cuộc sống hay chết. Vì thế, hắn ra khỏi đại hoang cổ nguyên vô cùng thuận lợi, sau đó mới tìm một nơi non xanh nước biếc u tĩnh mà dừng lại. Tiểu tử, tiếp theo ta muốn dốc toàn lực luyện hóa yêu linh huyết bức long, việc hộ pháp giao lại cho người đấy. Từ trên không trung hạ xuống, thân hình của Tiểu Điêu vừa chuyển động đã lướt đến ngồi xếp bằng trên một hòn đá to bên trên bờ hồ. Miệng nó vừa mở rộng, một tia huyết quang từ bên trong thân thể của nó phát ra, hóa thành hình thù huyết bức long nành vuốt khủng bố, không ngừng hướng về phía Tiểu Điêu mà rít gào. Ha ha, được điêu gia ta luyện hóa chính là phúc khí của người rồi. Nghe thấy tiếng rít gào không ngừng của yêu linh huyết bức long, Tiểu Điêu cười quái dị một tiếng. Sau đó một tia hào quang từ hắc sắc từ trong miệng của nó phun ra, trực tiếp bao vây lấy yêu linh huyết bức long. Lực thôn phệ khủng khiếp từng tia một từ bên trong thẩm thấu ra bên ngoài, chuẩn bị đem yêu linh huyết bức long chậm rãi luyện hóa. Giống một tiếng, trong khi Tiểu Điêu bắt đầu luyện hóa yêu linh huyết bức long, Tiểu Viêm lúc này đứng bên cũng phát ra một tiếng hổ gầm. Sau đó nó nằm dạp xuống mặt đất, từng vòng quang màng huyết sắc sáng bóng không ngừng từ bên trong cơ thể thẩm thấu ra bên ngoài, nhưng mà nó lại im lìm nằm sấp xuống trên mặt đất để mặc cho những cỗ khí tức huyết sắc này ở bên trong cơ thể không ngừng chui qua chui lại. Nhưng mà khí tức phát ra trên người của Tiểu Viêm cũng trong khoảng thời gian nó lặng lặng nằm dạp xuống mà dần dần trở nên hung ác hơn. Trong mơ hồ dường như là có một thứ uy lực trấn áp mạnh mẽ từ bên trong cơ thể của Tiểu Viêm phát ra, khiến cho những yêu thú bên trong cánh rừng giận lâm cận này bị chấn động vội vàng chạy trốn tứ phía. Nhìn một điêu một hổ trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, Lâm Động chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vung tay áo lên, triệu hồi đầu phù khôi cao cấp ra, thiện tay đem 1000 thuần nguyên đan từ bên trong cơ thể của nó, khiến nó lúc này trông giống như pho tượng bảo hộ sừng sững vậy. Từ sau khi tiêu diệt được hai lão giả muốn cướp đoạt thi thể huyết bức long, tu tiên Lâm Động phòng hẳn lên, giúp hắn có thể tiêu xài thoải mái mà không phải lo lắng.
Làm xong những việc này, Lâm Động mới thở ra một hơi, sau đó hai mắt khép hở lại, từ từ bước vào trạng thái tu luyện, đem nguyên lực thiên địa khắp nơi xung quanh từng tia một hút vào bên trong cơ thể, bồi bổ lại nguyên đan cùng với đan điền đã khô cạn. Bên trong rừng sâu cạn bờ hồ, một người hai thú lẳng lặng tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ có một đầu phù khối trung thành đứng canh giữ một bên, trên người của nó không ngừng tuôn trào ra cùng nguồn năng lượng ba động mạnh mẽ, khiến cho những đầu yêu thú xung quanh cũng không dám đến gần. Quá trình tu luyện của Lâm Đông kéo dài đến hơn nửa ngày mới chấm dứt, mà khi hắn mở mắt ra, Tiểu Điêu cùng với Tiểu Viêm vẫn chưa hề có dấu hiệu thức tỉnh. Trước mặt Tiểu Điêu là một quầng sáng từ hắc sắc chậm rãi luân chuyển, trong mơ hồ còn có thể thấy được bóng dáng yêu linh huyết bức long ở trong đó, nhưng chỉ có điều hiện giờ, đầu yêu linh kia đã không còn phát ra tiếng rít gào gì nữa, thậm chí cả hình thể của nó lúc này cũng trở nên hư ảo đi rất nhiều. Còn về phần Tiểu Viêm ở bên cạnh cũng bị quang mang huyết sắc bao phủ, giống như là một khối huyết cầu thật lớn, đem cả thân thể Tiểu Viêm bao vây lại ở bên trong. Thấy vậy, Lâm Đông cũng không biết phải làm gì, đành phải tiếp tục lặng lặng chờ đợi kết quả tu luyện của hai con thú. Tình huống như vậy đằng đằng kéo dài đến suốt 5 ngày. Trong suốt 5 ngày đó, Tiểu Điêu cùng với Tiểu Viêm đều không hề có bất kỳ động tĩnh gì cả. Thế nhưng Lâm Động lại mơ hồ cảm giác được cỗ khí tức của hai con thú đang tản mát ra cũng đều nhanh chóng trở nên mạnh mẽ lên rất nhiều. Khi mà ánh sáng đông ngày thứ 5 xua tan đi mây mù ở dưới đường chân trời, soi soi xuống dưới những cơn sóng bên trên mặt hồ, hai mắt khép hờ của Lâm Động đột nhiên mở ra, sau đó nhanh chóng chuyển hướng về phía Tiểu Điêu bên kia. Lúc này, trong quầng sáng từ hắc sắc trước mặt Tiểu Điêu đang truyền ra từng đợt ba động kỳ dị. Cùng với loại ba động kỳ lạ này, trong mơ hồ dường như có một tiếng gào giống cực kỳ trầm thấp từ bên trong thân thể Tiểu Điêu truyền ra. Tiếng gào giống đó cực kỳ là kỳ dị, không giống như là tiếng long ngâm, nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại uy lực trấn áp mạnh mẽ, tuyệt đối cũng không yếu hơn so với long uy. Dưới ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú của Lâm Đông, đôi mắt Tiểu Điêu đã nhắm chặt bên trong suốt thời gian 5 ngày chợt từ từ mở ra. Bên trong đồng tử của Tiểu Điêu, quang mang tử sắc không ngừng lưu động mãnh liệt, đồng thời với nó, một cỗ khí tức cực kỳ hung hãn giống như một đạo gió lốc từ bên trong thân thể của Tiểu Điêu bộc phát ra. Uỳnh một tiếng, mặt hồ vốn đang tĩnh lặng chợt ầm ầm nổ tung lên, từng cột nước tuôn trào lên đến tận trời. Ngay sau đó, hơi nước trên mặt hồ chợt bốc lên mù mịt, hội tụ cùng với nguyên lực thiên địa phiêu phủ lại bên trên đỉnh đầu Tiểu Điêu, hình thành nên một hư ảnh khổng lồ khoảng chừng trăm trượng. Hư ảnh đó cũng là hình dạng một con điêu, một cặp cánh màu tím vô cùng khổng lồ mở rộng ra che lớp không gian. Một luồng khí thế hung ác ngập trời từ trên hư ảnh kia chậm rãi tuôn trào ra, và theo sự lan tràn của loại tuyệt thế khí thế hung ác đó, trong khoảng khắc tất cả các yêu thú bên trong toàn bộ sơn mạch này đều đồng thời phát ra những âm thanh gào khóc sợ hãi. Bộ dáng của chúng nó giống như gặp phải một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Đây chính là bản thể thiên yêu điêu sao? Lâm Động mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía hư ảnh khổng lồ đó. Từ trên hư ảnh ấy, hắn cảm giác được một loại ba động cực kỳ đáng sợ. Loại ba động này, cho dù những tồn tại cường hãn từ thời viễn cổ như là viễn cổ huyết bức long, viễn cổ long viên lúc trước cũng khó có thể so sánh nổi. Xem ra thiên yêu điêu này trong giới yêu thú quả thật có danh tiếng không nhỏ. Lâm Động xoa xoa cằm, khó trách Tiểu Điêu ngày thường lại đắc ý như vậy, hóa ra nguyên nhân là như vậy. Hư ảnh khổng lồ kia cũng không duy trì quá lâu, dập dần bồng bềnh trong không trung chốc lát, cuối cùng hóa thành một đạo khí trụ, trực tiếp bị Tiểu Điêu nuốt vào bên trong bụng. Sau đó, nó đắc ý vỗ vỗ bụng, từ trên hòn đá lớn đứng dậy. Tuy rằng hình thể vẫn nhỏ bé như xưa, thế nhưng hình thể của nó lúc này so với lúc trước cũng ngưng tụ hơn rất nhiều. Điều này cho thấy, lần luyện hóa yêu linh huyết bức long này đã khiến cho thực lực của nó khôi phục lại không ít. Thành công rồi sao? Lâm Động vui mừng hỏi. Cái lão tạp mao hòa cốt gì đó lần trước, hiện tại điều ra có thể một trưởng khiến da thịt của hắn nát ra như tương. Nghe vậy, Tiểu Điêu không khỏi ngạo nghễ nói. Nhìn thấy tên giáo hỏa này lại trở nên đắc ý, Lâm Động chỉ có thể nhún nhún vai không biết nói gì. Mặc kệ là thực lực không ngừng tăng lên như thế nào, nhưng tính tình đó vĩnh viễn không hề có một chút thay đổi. Giống một tiếng, trong khi Lâm Động còn đang vui mừng vì Tiểu Điêu hoàn tất việc tu luyện, cách đó không xa, một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng lên. Ánh mắt của Lâm Động nhanh chóng chuyển hướng, sau đó vô cùng vui mừng nhìn thấy hồng quang đang bao phủ khắp người của Tiểu Viêm lúc này, ở trong lúc nhanh chóng ngưng tụ lại. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của Lâm Động, dần dần ngưng tụ lại thành một đầu huyết hổ xinh đẹp mê người to bằng cỡ bàn tay. Nhìn đầu huyết hổ xinh đẹp mê người này, mặc dù là thoáng có một chút hư ảo thế nhưng lại lộ ra sự linh động vô cùng, quang mang trong cặp mắt hổ kia lại ngập tràn vẻ linh trí.
Hiển nhiên là nhờ vào sức mạnh của tinh huyết viễn cổ huyết bức long lần này, Tiểu Viêm cuối cùng cũng đã thành công ngưng tụ thành yêu linh. Bắt đầu từ thời điểm này, thực lực của Tiểu Viêm cũng được nâng cao lên một tầng cao mới. Hiện tại thì Lâm Động đã chân chính có sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ. Lúc này, thân hình của Tiểu Viêm cũng đã xuất hiện không ít sự thay đổi, lớp vảy màu đỏ như máu bao phủ khắp thân thể, lấp lánh một loại quang mang màu đỏ như máu, mơ hồ trên đó còn thoát ra từng tia sát khí nhàn nhạt nữa. Hơn nữa, trên lớp vảy màu đỏ đó cũng có những hoa văn kỳ lạ, ngưng tụ lại thành hình rồng, còn cái đuôi mãng xà ở phía sau không ngừng thè ra cái lưỡi rắn hung tợn, năng lượng ba động đỏ như máu ngưng tụ lại trong miệng, cặp răng nanh trắng hẻo như là trong miệng càng khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Gừ một tiếng, quanh người Tiểu Viêm bao phủ tràn ngập huyết quang, sau đó nó ngẩng cổ lên gầm lớn một tiếng, đột nhiên một đạo huyết quang từ bên trong thân thể của nó tỏa ra, trực tiếp khiến cho trên mặt hồ hình thành nên từng cột nước lớn khủng bố. Hừ, con hổ ngốc này chẳng qua vừa mới ngưng tụ được yêu linh thôi mà đã dám kiêu ngạo như vậy. Nhìn thấy bộ dáng đó của Tiểu Viêm, Tiểu Điêu không khỏi cười một tiếng. Tiểu Điêu vừa nói xong, Tiểu Viêm đã lao thẳng về phía trước, cái đuôi mãng xà đầy huyết sắc trực tiếp phóng ra, thân hình không ngừng kéo ra bên dài, biến thành một đạo huyết quang bắn thẳng về phía Tiểu Điêu. Con hổ ngốc cho rằng nuốt được một chút tinh huyết của viễn cổ huyết bức long là có thể đấu cùng với Điêu gia ta sao? Điêu gia ta khi còn ở thời kỳ cường thịnh nhất, loại huyết bức long này có dưng tọng miệng ta cũng không thèm ăn nữa. Thấy Tiểu Viêm ra tay với mình, Tiểu Điêu nở một nụ cười khinh thường, móng vuốt tùy tiện vung lên đã ngừng tụ thành một tấm màn quang mang màu đen che chắn ở trước mặt, khiến đạo huyết quang kia nháy mắt bị bắn ngược trở lại. Được rồi, các người bớt tranh cãi đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu quát lên. Nghe thấy tiếng quát của Lâm Động, Tiểu Viêm lúc này mới hướng về phía Tiểu Điêu gầm lên một tiếng có ý cảnh cáo. Sau khi ngưng tụ ra yêu linh trí của nó hiển nhiên cũng đã tăng lên rất nhiều, tuy chưa thể so sánh được với Tiểu Điêu vốn dĩ còn xảo hoạt hơn cả con người, thế nhưng cũng đã bắt đầu bước vào có linh trí, sau này dần dần tu luyện, linh trí cũng có thể so sánh được với con người. Tiểu tử, bây giờ ngươi định làm thế nào? Tiểu Điêu lúc này uể oải nói. Đương nhiên là đi tìm phiền phức rồi. Lâm Động mỉm cười nói, nụ cười lộ ra vẻ hung tợn. Đằng lỗi kia lúc trước muốn giết hắn, mối thù này với tâm tính của Lâm Động đương nhiên là không dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa, hiện tại thôn phệ tổ phù đang được cất giấu bên trong tổng bộ âm khôi tông, mà đối với địa phương này hắn hoàn toàn không biết đến. Mà đằng lỗi kia hiển nhiên cũng có vị trí không thấp bên trong âm khôi tông, nếu có thể bắt được hắn thì cũng có thể thu được không ít tin tình báo quan trọng. Ngươi muốn đi tìm đằng lỗi sao? Nghe thế vậy, cặp mắt của Tiểu Điêu cũng sáng rực lên. Thực lực của hắn hiện tại cũng đã tăng lên không ít, hiển nhiên cũng muốn thể hiện một chút uy phong. Ừ, năm ngày nay trong lúc các người tu luyện ta cũng đã đi nghe ngóng một chút. Đằng lỗi từ sau khi rời khỏi Đại Hoàng Cổ Nguyên liền muốn ở lại trong thành Đại Khôi. Lâm Đông khẽ mỉm cười rồi nói, lão già tên gọi Hòa Cốt kia sống như cũng ở đó. Hừ, lão già Hòa đó lần trước nhân lúc ta suy yếu dám ra tay đả thương ta, lần này nếu như còn gặp mặt nhất định phải đem lão ta chém ra thành hai đoạn mới được. Tiểu Điêu lúc này cười quỷ dị. Lão già Hòa đó đương nhiên không thể dễ dàng đối phó. Lâm Động cười lạnh, một khi đã là địch nhân thì hắn sẽ không chút hạ thủ lưu tình. Thành Đại Khôi là một phân bố tương đối quan trọng của âm khôi tông, cường giả trong đó tất nhiên không hề ít. Tuy nhiên Lâm Động hiện tại lại không chút sợ hãi, dù sao với thực lực của hắn đã dễ dàng giết chết cường giả tạo khí cảnh đại thánh, thêm vào thực lực Tiểu Điêu và Tiểu Viêm đã tăng lên rất nhiều. Trước khi bên trong phân bố của âm khôi tông Thành Đại Khôi này có cường giả tạo hóa cảnh, nếu không cũng không thể gây nên chút trở ngại nào cho Lâm Động. Đi, lần này chúng ta sẽ đi báo thù. Lâm Động cười lớn, cũng không nói gì thêm. Thân hình của hắn chợt lóe lên, đã nhảy lên trên lưng hổ. Tay Lâm Động vung lên, Tiểu Viêm liền dang rộng cặp cánh, hóa thành một đạo huyết quang lao vút đi. Bây giờ là lúc để tên khốn kiếp đằng lưỡi kia trả nợ rồi.